các bạn. Xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình làm cái video này thì để mình chia sẻ với các bạn một chút về cái những cái điều mà Chi đã làm xong hoàn tất cho cái ngày chuẩn bị cho cái ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Thì tất cả những cái quà ở đây là các bạn đã nhìn thấy là hai vợ chồng mình đã gói hết tất cả những cái quà cho anh chị em và người thân trong gia đình. Và Chi đã chuẩn bị trang hoàng tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho cái ngày Giáng sinh. Thì đây là cái văn hóa của người Mỹ, thì họ rất là cảm thấy vui và cảm thấy hào hứng, rất là hào hứng để chuẩn bị cho cái ngày lễ Giáng sinh. Đó là tất cả những cái gì đó là Chi đã chuẩn bị hết, đã xong xuôi hết, là chỉ chờ tới cái ngày lễ Giáng sinh là mình sẽ đi qua bên nhà của người anh chồng của mình để tổ chức Giáng sinh và ăn mừng với tất cả mọi người. Đó, thì cũng nhân tiện thì ngày hôm nay thì Chi cũng chia sẻ với các bạn như vậy. Thì cái ngày lễ Giáng sinh này thì tất cả những người Mỹ ở những người Mỹ ở trên đất Mỹ và những người Việt Nam mình, tất cả mọi người trên thế giới đều tổ chức Giáng sinh và ăn mừng tiệc Giáng sinh khắp nơi, hầu như trên thế giới ở đâu cũng vậy. Ở Việt Nam mình cũng vậy, nhưng mà Việt Nam mình thì nó ít hơn là ở Mỹ. Và ở Mỹ thì họ cảm thấy rằng cái ngày Giáng sinh là cái ngày mà họ cảm thấy là vui vẻ, giống như là mình là vui trong những ngày Tết của mình vậy. Có nghĩa là họ rất là thích thú, và kể cả người lớn và kể cả trẻ con cũng vậy thôi. Họ đón chào những cái ngày Giáng sinh rất là hào hứng. You can share with everybody about the Christmas. The Christmas and the New Year, what day the important and why the American they celebrate about the Christmas more than the New Year? It's a celebration. Christmas is a celebration of the birth of Jesus, which is December 25th. So everyone celebrates it with Christmas time, gifts to family, friends, food, dinner on Christmas Day, all families together, and we exchange gifts. And then the week after, January 1st, is New Year's Day, which is another celebration. Family gets together and has another dinner. Yeah. Happy New Year. Đó thì anh cũng nói giống như nãy chị chia sẻ vậy, đó là cái ngày Christmas, đó là mọi người, tất cả mọi người là có nghĩa là tặng quà cho nhau, rồi share những cái món quà cho nhau, rồi tổ chức ăn mừng những cái giống như bữa tiệc tối cho anh cho chị em trong gia đình nó quây quần với nhau. Rồi sau đó một tuần là sẽ tổ chức vào cái ngày lễ New Year, đó là birth, the New Year we just celebrate about one or two days, right? Don't look like the Christmas, right? New Year's Eve at midnight, and which is New Year's Day, is the big celebration. In all the big cities, they drop a big ball or fireworks. And, yeah. Đó người ta bắn pháo bông ở trên downtown, những cái thành phố lớn thì người ta bắn pháo bông để người ta ăn mừng, có nghĩa là chúc mừng năm mới. Thì tất cả mọi nơi trên thế giới đều người ta cũng đều làm như vậy. Và ở Mỹ này cũng vậy, nhưng mà chỉ thấy là ở Mỹ này là họ tổ chức cái tiệc Giáng sinh thì rất là dài, có nghĩa là in American, in the US, they celebrate about Christmas, maybe 2 weeks before and after Christmas. Yeah, two weeks. A lot of parties and celebrations. Yeah, that's similar in the Lunar New Year in Vietnam. Mm-hmm. Yeah, in the Asian, they celebrate the New Year Christmas. Right. New Year, Lunar New Year. Yeah, that's similar like this. Yes. A lot of dinner parties and celebration, and then Christmas Day, and then the time after. Yeah, đó là coi như là cái truyền thống của người Mỹ là như vậy, có nghĩa là họ quan trọng cái ngày Christmas hơn là cái ngày New Year. Họ cũng tổ chức New Year nhưng mà họ quan trọng hơn cái ngày New Year, và đó là những cái điều quan trọng liên quan tới cái ngày Christmas, để cho tất cả mọi người ở Việt Nam có thể hiểu thêm một chút về cái văn hóa Giáng sinh ở Mỹ nó như thế nào. Đó, thì hôm nay cũng nhân tiện là làm cái video này để chia sẻ với các bạn về một chút văn hóa của người Mỹ về cái tổ chức ngày Giáng sinh. Và nhân đây thì cũng một lần nữa là xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và ủng hộ cái channel của YouTube của Chi trong cái thời gian vừa qua, để Chi cảm thấy rất là vui khi được tất cả mọi người ủng hộ và động viên cho Chi, để mà Chi có thêm nhiều cái động lực và nhiều cái ý tưởng hay hơn để mà Chi tổ chức thêm, Chi có thể làm thêm những cái video
hay hơn nữa, và những cái chủ đề, mà các bạn có thể là muốn tìm hiểu về cuộc sống ở Mỹ, và những cái điều mà các bạn cần muốn biết để các bạn có thêm những cái kiến thức cho mình trong cuộc sống, hoặc là trong những cái hành trang của các bạn, có thể là tương lai các bạn sẽ đến Mỹ, hoặc là các bạn có một cái dịp nào đó các bạn muốn đến Mỹ qua cái con đường mà kết hôn, hay là đi du lịch, hay là một lý do nào đó các bạn muốn đến Mỹ, thì các bạn sẽ được trang bị những cái kiến thức, có thể là những kiến thức chia sẻ cho các bạn nó cũng chưa hẳn là đầy đủ, nhưng có thể giúp cho các bạn hiểu thêm một phần nào đó về cái văn hóa ở Mỹ, và làm như thế nào để mình dễ dàng mình hòa nhập, hoặc là mình đến đây và mình không có bị sốc với lại cái văn hóa Mỹ đó, vì cái văn hóa ở Mỹ họ khác ở Việt Nam mình có thể là rất là nhiều. Thì một lần nữa là mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi cái kênh YouTube của Chi, và trong tương lai thì Chi sẽ cố gắng làm thêm nhiều chủ đề khác nhau, và Chi đang ấp ủ một cái dự định trong tương lai của Chi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Chi xin tạm thời là chưa có chia sẻ với các bạn. Khi nào những cái ý tưởng đó đã hình thành và Chi đã thực hiện được thì Chi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người, để mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho Chi thêm về cái công việc sắp tới của Chi. Nhưng mà có thể là thời gian nữa, bây giờ thì Chi xin bí mật, đến một lúc nào đó mà Chi có thể bật mí được thì Chi sẽ chia sẻ cho các bạn biết. Thì hôm nay là hai vợ chồng mình đã hoàn tất xong quà Giáng sinh là rất là khỏe, chỉ còn vài ngày nữa là đến Giáng sinh rồi, thì mình đã xong xuôi đó, tất cả các bạn thấy có đẹp không đó, quà Giáng sinh là tất cả mọi thứ hai vợ chồng mình đã làm xong hết rồi đó. Thì bây giờ là cũng đã video cũng đã dài rồi, thì xin chào tạm biệt mọi người, và chúc tất cả mọi người có một cái mùa Giáng sinh với gia đình thật là vui vẻ và ấm áp, và mọi người sẽ được tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống và bước sang năm mới. Mình cũng chúc tất cả mọi người là được thành công trong công việc, và hạnh phúc, được hạnh phúc và vui vẻ ấm áp trong gia đình. Một lần nữa là mình rất là cảm ơn tất cả mọi người. You say some thank you for everybody. Thank you everyone for watching. I hope you have a wonderful new year. Good health and wealth to everyone. Merry Christmas from us to y'all. Yeah, and a happy new year too. And a happy new year. Yeah. You say some of Vietnamese word. Yeah. You can you can talk with everybody. Yeah, you don't. Okay, you can listen to me and you just follow me, okay? Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Yeah, chúc các bạn. Chúc các bạn. Chúc. Chúc các bạn. Các bạn. Yeah. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh. Christmas. Christmas. Giáng sinh. Giáng sinh. Vui vẻ. Vui vẻ. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Nào. Ok. Ok, mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Và xin chào tất cả mọi người. Bye.